tiếng ồn mà anh em đang nghe thấy đó chính là tiếng ở khu thi đấu anh em nhé, rất đông. Rồi như vậy là trận thi đấu của chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Đây chính là màn của bác chính Fedor Gorst và Antonimanat để xem ai sẽ là người giành quyền phá bi ở trong các thi đấu đầu tiên. Như vậy là tài năng trẻ của Philippines sẽ là người giành quyền phá bi. Sẽ có cái lợi thế về mặt tâm lý thi đấu trước top 1 server. Cú phá của tài năng trẻ người Philippines đã đưa được con bi số 1 rơi xuống lỗ và kèm theo đó là con bi số 4. Con bi số 2 đây vẫn đang mở ra đường tấn công dành cho Antonimanat. Đây sẽ là con bi chìa khóa dành cho tài năng trẻ người Philippines. Nếu như đưa được thành công con bi số 2 rơi xuống lỗ và điều ra được con bi số 3, khả năng rất cao là Antonimanat sẽ đi được chấm ở trong ván thi đấu đầu tiên. Rồi rất chính xác ở trong cú đánh con bi số 2 dành cho Antonimanat. Tình bi đã được mở ra rồi. Và đã được đưa xuống chỗ góc bên tay trái gần màn hình. Cú điều sàn C 2 băng để mở má ra con bi số 5. Và đối với Antonimanat thì có lẽ là tài năng trẻ người Philippines đã quá quen với cái không khí vui nhộn như thế này. Bởi vì Philippines họ tổ chức ra những cái trận đánh độ nó còn đông khán giả hơn thế này nhiều. Rồi con bi số 6 hơi sai má một tí. Ra con bi số 7 này cũng chưa phải là thuận lợi lắm, nhưng mà mình nghĩ là Antonimanat vẫn có thể thực hiện thành công được thôi. Đây chúng ta có thể thấy được những khán giả tại Việt Nam cực kỳ là cuồng nhiệt. Thành công trong con bi số 7, hai con bi mục tiêu cuối cùng. Số 9 đang được Antonimanat hướng về lỗ góc bên tay trái gần màn hình. Thành công và ván thi đấu đầu tiên đã thuộc về cho Antonimanat. Tỷ số được nâng lên thành 3-0. Thì mình nghĩ là Antonimanat sẽ phải cách biệt, liên tục giữ cách biệt với Fedor Gorst ở đâu đấy khoảng 5-6 ván thi đấu mới yên tâm được. Cứ Fedor Gorst thì hoàn toàn có thể từ 3-4.0 là hoàn toàn nằm trong khả năng của Fedor Gorst. Thank you.
Bản thi đấu tiếp theo, Cung Phá sẽ tiếp tục thuộc về cho tài năng trẻ người Philippines. Đang hướng cho mình đến cái tập thứ 2 để xem là Cung Phá của Anderson Manap sẽ ra cái hình như thế nào đây. Rồi Cung Phá tiếp tục có đi mục tiêu rơi xuống lỗ. Vẫn làm Cung Phá như sách giáo khoa của Anderson Manap, mở ra đường để tấn công cho mình số 2. Cú đánh hơi cò tay một chút nhưng mà Anderson Manap hướng công đi số 2 về lỗ giữa. Một cú đánh với độ chính xác phải nói là tuyệt đối đến từ Anderson Manap. Rồi con bi số 3 này vẫn đang là một cái má mỏng dành cho AJ Manat. Tiếp tục là thành công, đang hướng con bi số 4 về lỗ góc bên phía tay phải gần màn hình chúng ta. Đây rồi, hình như đang dần dần được mở ra dành cho tài năng trẻ người Philippines. Không, như vậy là vẫn còn một cái má có thể ăn vào lỗ giữa. Ăn vào lỗ giữa thì sẽ thuận lợi hơn để điều ra con bi số 5. Rồi đây rồi, cái chấm thứ hai đang đến rất gần với Anderson Manap rồi. Bốn con bi mục tiêu còn lại trên bàn. Anderson Manap đang chỉ về cái vị trí là sẽ hướng của số 8 vào đúng góc từ phía xa. Ồ, nghĩ hơi nhiều rồi. Anderson Manap có ý định là chỉ để ăn con bi số 8 vào lỗ xa, nhưng mà nghĩ hơi nhiều rồi, đầu nghĩ một kiểu nhưng mà tay lại đánh một kiểu khác. Đã xảy ra lỗi ở trong con bi số 8 này, sẽ phải xử lý cân luôn hay chăng? Quá hay đến từ Anderson Manap, nhưng con bi cái sẽ nằm ra đâu đây? Đen nhất bia các bạn ạ. Đen nhất bia dành cho Anderson Manap. Thật sự luôn là trong muôn vàn vị trí ở trên bàn thì con bi cái nó lại dính chặt vào con bi số 9. Rồi con bi số 9 này bây giờ khả năng là sẽ phải thay đạn dành cho Anderson Manap mà thôi. Đọc hành trình thế nào nữa? Ngày chúng ta mở ra và Fedor Gorst có thể chém. Rồi, lần đầu tiên Fedor Gorst vào bàn đang phải đối mặt với con bi số 9. Cú chém dư mỏng rồi các bạn ạ. Dư mỏng không thành công dành cho Fedor Gorst. Và chính ra thì Fedor Gorst đang tâm lý có vẻ là tương đối thoải mái. Còn phía ngược lại thì thấy Anderson Manap mới là người đang cần phải tập trung. Cân luôn con bi số 9 nhưng mà không thành công. Và rồi con bi số 9 này thì khả năng cao là Fedor Gorst sẽ ăn được mà thôi. Xử lý giữa con bi cái và con bi 9 nó hơi xa một chút. Không được rồi các bạn ơi, Fedor Gorst tiếp tục hỏng ở trong con bi số 9 lần thứ 2 rồi. Lần thứ 2 ở trong ván thi đấu này Fedor Gorst đánh hỏng con bi số 9
tươi, tươi tươi lắm. Và lại đưa Andrew Jimenez ở một cái thế khó trong một cái phim, tiếp tục là phải chạy đại. Ta vẫn đang có một màn đánh cờ đến từ cả hai cơ thủ. Rồi cần luôn con bi số 9 quá chính xác đến từ Fedor Gorst. Thành công và điểm số đầu tiên thuộc về cho top 1 Saber. Dễ thì không chịu ăn đâu. Dễ thì không chịu ăn đâu, nhưng mà cũng phải là bị khó cơ, phải cân cơ. Rất hay dành cho Fedor Gorst. Thực ra là trong bàn thi đấu vừa rồi thì đang bước dưới màn ác hơi đen, gọi là không gặp may mắn khi mà cân thành công không số 8 nhưng lại ra vị trí khó nhất cho không số 9. Rồi hiện tại trên mọi nền tảng đang có khoảng hơn 50 khán giả đang xem trực tiếp cái trận thi đấu này rồi. Và nếu như mà các bạn cảm thấy trận thi đấu này hay thì hãy cho mình xin một like, một share cũng như là một subscribe đối với các kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và thi đấu tiếp theo người giành cú phá đó chính là Fedor Gorst. Sau khi phần cân được con số 9 quá xuất sắc. Rồi cú phá của Fedor Gorst. Rồi cú phá này thì tôi tự tin luôn. Chấm dành cho Fedor Gorst. Con bi số 2 nằm quá đẹp. Không có quá nhiều điều để nói ở trong trình này dành cho Fedor Gorst. Không có một cái tình huống nào cả. Đặc biệt là với cái đẳng cấp số 1 thế giới của anh thì này khó mà thoát khỏi tay của Fedor Gorst. Điều cuối cùng, vì số 7 này đang là một đầu cơ đẩy dành cho Fedor Gorst. Đẩy hai băng và ra vị trí đẹp nhất cho con bi số 8. Sẽ tiếp tục là một cú đánh dưới tâm bi. Vì cái chạy hai băng ra đều được dính vào lỗ giữa. Thì này không bao giờ trượt được. 2-3 dành cho Fedor Gorst. Tất nhiên bây giờ chỉ còn lại là một ván thi đấu mà thôi. Ở trong ngày thi đấu hôm qua thì Andrew Jimenez đã có màn so găng, chính xác là so gậy với Ugolin. Trận đấu là chạm 19 động cơ. Cuối cùng kết quả Ugolin thắng 19-9. Sao cả trận đấu chúng ta vẫn còn dài. Rồi câu lạc bộ Bilac Club
ở khu vực Gò Vấp nha anh em nhé. Rất mong là anh em có thể qua xem trực tiếp để có thể cảm nhận cái không khí tại khu vực thi đấu. Nếu như mà qua được thì hãy nên qua trực tiếp. Cú phá của Fedor nào, hình như nó sẽ như thế nào đây? Đây là một hình như khá ổn dành cho Fedor Gorst. Con bi số 2 này có đường riêng nhưng mà đây là một con bi khó. Đây là một con bi khó nhưng mà bối cảnh là con bi cái đang có tay. Những con bi côn băng thì thường nó sẽ có sai số dành cho các cơ thủ. Đó, như vậy là Fedor Gorst đã trượt rồi các bạn ạ. Không thành công ở trong cái số 2. Gì đây, ăn bữa giờ mà Nát đang ra ngắm con số 9 à? Đưa con bi số 2 về lúc bắp bên phía tay phải phía xa và kèm thêm một động cơ dò con bi số 9. Không được rồi. Và con bi số 2 là bởi nguyên đường dành cho Fedor Gorst. Tình huống hơi than của Anders Zemanat. Tương đối là than khi mà Albert Zemanat lại còn tính toán cho mình cái đầu cơ để có thể dò vào con bi 9. Và đương nhiên là với cơ hội này thì Fedor Gorst không từ chối để có thể cân bằng tỷ số với Albert Zemanat. Bốn con bi mục tiêu cuối cùng. Rồi con bi số 8 sẽ được kết thúc về lỗ góc bên tay trái, không có gì là khó dành cho Fedor Gorst cả. Để muốn băng lên và hướng con bi số 9 vào lỗ giữa. Điểm số thứ 3 sẽ thuộc về cho Fedor Gorst thôi. 3 đều thì chính thức là trận đấu của chúng ta được đưa về vạch xuất phát. Và Albert Zemanat thì đã hết vốn ở trong trận đấu này rồi. Phần còn lại là trận thi đấu động cơ. Và đây mình phải nhấn mạnh lại, đây là một không khí cực kỳ là sôi động tại Uvidat Club. Thật sự đây là một không khí vô cùng sôi động. Lâu lắm rồi thì Việt Nam chúng ta mới có một không khí thi đấu nó sôi động như thế này. Nhiều khán giả đang có mặt tại câu lạc bộ để có thể trực tiếp theo dõi trận đấu cực kỳ hay này. Ván thi đấu tiếp theo, Fedor Gorst sẽ tiếp tục là người giành quyền phá bi. Và cái sức hút của Fedor Gorst vẫn là quá lớn tại Việt Nam. Rồi con bi 2 đi đâu đây, đuôi dành cho Fedor Gorst rồi. Hơi thiếu may mắn một chút, lần này thì cái hình bi nó đang ra không thuận lợi dành cho top 1 favor. À, câu lạc bộ Wu này là ở trong cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé. Ở khu vực Gò Vấp.
Còn nếu bạn ở Hà Nội thì giờ này mình đang có mặt rồi. Điều ra rút tê dành cho An Bước Diên Ác. Chắc chắn là Fedor Gorst thừa hiểu rằng khả năng rút tê của mình là đẳng cấp hơn hẳn so với An Bước Diên Ác. Nếu như mà để nói về khả năng rút tê thì đánh giá Fedor Gorst không phải là top 1. Không có ai xứng đáng làm top 1 cả. Ui, một cú rút tê quá hay đến từ An Bước Diên Ác. Này thì thử thách với chúng tôi này. Nào, bây giờ Fedor Gorst rút tê số 1 thế giới thì An Bước Diên Ác cũng phải là số 2 cơ. Rút tê cực hay đến từ An Bước Diên Ác. Ui, nhưng mà sau đấy thì lại không thành công trong số 4 rồi. Vẻ như hậu cho Fedor Gorst. Quyết là Fedor Gorst trả cho An Bước Diên Ác đó bao nhiêu tiền để có thể tê hộ con bi số 2, điều con bi số 4 ra cho Fedor Gorst. Nào với 4 con bi mục tiêu còn lại trên bàn, thì tỷ số sẽ được nâng lên dành cho Fedor Gorst mà thôi. Kéo hai băng về, điều con bi số 8. Và vẫn là cái lời người đấy sau một con bi hay, đó là một con bi 3 chấm. Nhỏ. À. Mà cứ ngỡ như là con bi đấy không kiệt được dành cho Fedor Gorst. Chứng tỏ đây vẫn là người chứ không phải là máy anh em ạ. Và đây vẫn là người chứ không phải là máy nhé các bạn nhé. Fedor Gorst vẫn là con người mà thôi. Con bi số 9 đánh lắc lỗ và để lại cửa lỗ dành cho An Bước Diên Ác. Nếu như mà là tôi thì cũng đi đấy thì thôi, đi luôn, không được bắt An Bước Diên Ác vào bàn để làm gì cả. Còn bị sự chính đó thì đến trẻ con đánh cũng vào. Món quà mà có một trường hợp dành tặng cho tặng trẻ của Philippines. Tỷ số được nâng lên 4-3. Kết thúc được con bi số 9 vừa rồi thì An Bước Diên Ác sẽ là người giành được khóa bi ở trong khóa bi đấu tiếp theo. Rồi, cú phá của An Bước Diên Ác hơi đen rồi các bạn ạ. Con bi cái nó đã rơi xuống lỗ và quyền tắt bi thuộc về cho Fedor Gorst. Robot
đây là bởi vì yêu cầu sự chi tiết đến từ lực cũng như là đầu gậy dành cho Fedor Gorst. Nhưng mà nếu như mà top 1 server mà còn không đi được hết ngày nữa thì chắc có lẽ là không ai đi hết được cả. Rồi, 5 hướng về đấu giữa bên tay phải, đẩy lên một chút, tiếp tục là hướng con vị số 6 vào đấu giữa, đẩy lên một chút để lấy má, có thể điều ra con vị số 7. Va chạm với con vị số 7 mà khả năng là va chạm vừa rồi Fedor Gorst có tính toán, có tính toán. Hai con vị mục tiêu cuối cùng lấy má rất cần nhắc đến từ Fedor Gorst. Thành công ở con vị mục tiêu 9, 4 đều. Cú phá để rơi con mục tiêu dưới chúng nó Fedor Gorst có quyền cắt bì và Fedor Gorst không từ chối cơ hội đó để có thể nâng dụng điểm số lên con số 4. Mình xin nhắc lại cho anh em là trận đấu này đang được diễn ra ở câu lạc bộ Vũ Vidat, cơ sở Hồ Chí Minh anh em nhé. Đang diễn ra ở khu vực cơ sở Vũ Vidat, khu vực Hồ Chí Minh. Một không khí cực kỳ là sôi động tại câu lạc bộ. Cú phá của Fedor Gorst lần này con bì số 2 lại ra khó rồi. Khó. Vẫn có thể A băng được dành cho Fedor Gorst. Mà để xem là top 1 server sẽ đánh an toàn hay là A băng luôn. Cú đánh an toàn đưa con bi cái ra sát thành băng ngắn bên phía xa để mở ra một cái má chạm dành cho Anbozemanat. Không được rồi, ý tưởng của Anbozemanat là đưa con bi cái ra đằng sau con bi số 7 và con bi số 4 cơ. Một cú đánh hơi mạnh lực, không bắt đuôi được dành cho Fedor Gorst, chỉ có thể đảm bảo được một điều là Fedor Gorst không thể ăn được ở con bi số 2. Tiếp tục là một pha bắt đuôi của Fedor Gorst dành cho Anbozemanat. Con bi này có thể sút tê qua đầu con bi 47 được. Rồi, con vị số 2 này vẫn còn nguyên đường tấn công dành cho Fedor Gorst. Đang tính toán trong một cái đầu gậy để có thể điều ra con số 3. Fedor Gorst đã đánh trượt ở trong con bi số 2 và có may mắn dành cho top 1 server.
khi mà con bi số 3 này cảm tưởng như cái má chạm nó cực kỳ là nhạy cảm dành cho Albert Zemanat. Với góc máy quay này thì mình thực sự là không hiểu rõ là liệu có đường riêng hay không. Vậy là có đường riêng dành cho tài năng trẻ của Philippines. Thực sự là góc máy quay vừa rồi thì chúng ta cũng thể nào rõ được là con số 2 nó còn má hay không. Và cái cú đánh của Albert Zemanat đã đưa được con số 2 rơi xuống lỗ. Nhưng mà con số 3 này tiếp tục là chạy đạn. Rồi còn nguyên đường hay không thì vậy là vẫn còn nguyên đường các bạn ạ. Rồi một pha chạy đạn với cái chủ đích là đưa một cái ra đằng sau con bi 47 vẫn nguyên đường dành cho Fedor Gorst. Với đẳng cấp của mình thì Fedor Gorst có lẽ là sẽ khó trượt ở trong con bi số 3. Có vẻ như cả hai cầu thủ đều chưa quen với cái lực bàn Predator này lắm anh em ạ. Liên tục là những tình huống điều hơi mạnh lực đến từ cả Fedor Gorst và cả Albert Zemanat. Điều ra con đường số 5 bắt buộc cần và một cú cần cực hay đến từ Fedor Gorst, sửa lỗi quá hoàn hảo ở trong con đường số 5. Hay rồi, hai con bi mục tiêu cuối cùng. Ok, con bi số 9 này quá dễ. Điểm số thứ 5 dành cho Fedor Gorst mà thôi. Năm 4 là lần đầu tiên ở trong trận thi đấu này Fedor Gorst vươn lên dẫn trước so với Albert Zemanat. Với cái tình hình này thì khó để cho Albert Zemanat rồi. Anh em đang bảo là Fedor Gorst là top 1 cân băng à? Không phải đâu, top 1 cân băng đang là Joshua Fuller cơ. Fuller đầu năm nay khoảng tháng 1 năm 2024 thi đấu tại giải Derby City Classic là vô địch ở nội dung cân băng cũng như là nội dung 10 bi quốc tây bù. Và người bị Fedor Gorst, chính xác hơn là người bị Joshua Fuller đánh bại trong trận chung kết đó chính là Fedor Gorst. Thế nên là hiện tại Fuller đang là nhà vua cân băng anh em nhé. Nếu mà anh em nào thắc mắc thì có thể xem lại cái trận chung kết ở nội dung banh shot, tức là nội dung cân băng trong giải Derby City Classic. Cú phá của Fedor Gorst tiếp tục là có 2 bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Cũng chính xác hơn là cả 3 bi mục tiêu, con bi số 1, con bi số 5 và con bi số 7. Và là một cú chém con bi số 2 quá hoàn hảo đến từ Fedor Gorst. Chém con bi số 2 và mở ra king bi rồi. Thật sự là Fedor Gorst đang quá tự tin ở trong trận thi đấu này. Như
biết thế nào là độ đáng sợ của Fedor Gorst chưa? Nhưng mà đây rồi, thực sự đây là một đường đi khó dành cho An Bước Dê Mà Nát. Đối thủ người Philippines đã bỏ lỡ cho mình công ty số 4 và lối giữa. Nhưng mà khá may mắn khi mà công ty số 4 vẫn ra khó. Tất cả những khả năng có thể.
một đường đi rất đáng học hỏi đến từ Fedor Gorst. Điều ra cái má mà có thể cậy con bi số 5 ra được riêng, cậy con bi số 5 ra được riêng, quá hay dành cho Fedor Gorst. Một đường đi mà tất cả các anh em chúng ta ở trên kinh khác này đều nên học hỏi khi mà vào trong cái tình huống đó. Rồi điều như thế thì xứng đáng là có điểm số thứ 7 thôi. Chúng tôi là Albert Semenat ở trong trận đấu này. Biết đối thủ đánh, cú đánh vừa rồi xác định là bi luôn. Quá hay đến từ Fedor Gorst. Bây giờ tiếp tục được gia tăng thành 3 ván thi đấu. Thực sự là khó dành cho án đối diện hàng áp rồi. Chuyên nghiệp Việt Nam thì có thể là trên cơ nhưng mà gặp top của thế giới. Xin nhấn mạnh lại đây là top của thế giới chứ không phải là chuyện bình thường. Top 1 ở nước nào thì có thể là top 1 ở nước nào thì có thể là có cửa, nhưng mà top 1 thế giới kèo 17.2 này là quá khó dành cho đối thủ khác. Đang có ý kiến của anh em viewer là 5.6. Thì mới ok dành cho đối thủ khác. Đơn giản là một cú phá tan nhà nát cửa đến từ Fedor Gorst, nhưng mà hơi thiếu may mắn rồi, nó lại ra chắn đường. Chắn đường của cầu thủ số 2. Sẽ tiếp tục là cú đánh an toàn đến từ Fedor Gorst. Sau không bị số 8 và tiếp tục tạo tình huống ở trên cái bàn thi đấu này. Gì đây, một tình huống cân không bị số 2 à? Không thành công rồi. Nếu như mà cân thành công không bị số 2 đó thì Fedor Gorst sẽ tiếp tục và chạy đạn ở trong con bị số 4. Cơ thủ chuyên nghiệp Việt Nam mà Albert Semenat từng đánh bại, trong đó có những cái tên có thể kể đến như là Tạ Văn Linh, Bùi Trường An hay còn được gọi là An Nhiệt, lại đen rồi. Thực sự là Albert Semenat đang rất đen ở trong trận thi đấu này. A băng gãi con bi 8 nhưng mà lại chết cái, quá khó dành cho Albert Semenat. Thế tôi đang định nói là trong những cái bại tướng các cơ thủ chuyên nghiệp Việt Nam dưới tay của Albert Semenat, trong đó bao gồm là An Hiền, Tạ Văn Linh hay còn được biết đến là Linh Tiên Quang, ngoài ra còn có Nguyễn Hoàng Minh Tài, cơ thủ hạng A như là Bình Chuẩn, Tiến Xếu, con bi cuối cùng dành cho Fedor Gorst.
định là một đầu cơ ép một băng lên điều con bi số 9 và lỗ góc bên tay phải gần màn hình. Rất chính xác và 8-4. 8-4 dành cho Fedor Gorst. Điểm số đang là gấp đôi dành cho combo saver. Cửa dưới mà để cửa trên gấp đôi điểm số như này thì thật sự là Albert Zemanat rất khó, chỉ trừ khi là bằng một cái sức mạnh nào đó mà Albert Zemanat có thể bật ngược lại được. Và nếu như mà các bạn nào có theo dõi trận đấu giữa Albert Zemanat và Mickey Krauser, ở trong trận thi đấu đó Mickey Krauser dẫn trước với tỷ số là 8-1, nhưng mà cuối cùng đến cuối trận thi đấu thì Albert Zemanat lại là người lên hưu trước. Còn phải nhắc nhở nhẹ lại cái lịch sử. Và quan trọng ở trong trận đấu này, đối thủ của Albert Zemanat không phải là Mickey Krauser mà đó chính là Fedor Gorst, top 1 thế giới cơ. Tiếp tục làm cú phá đưa được con bi số 1 rơi xuống lỗ. Con bi số 2 ngay lúc này đây vẫn đang mở ra đường tấn công dành cho Fedor Gorst. Hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đưa con bi số 2 về lỗ góc bên tay trái phía xa. Trong cái trận đấu đó thì là Mickey Krauser tái đấu và kèo đấu chỉ được rút ngắn lại còn là 15-1 anh em nhé. À không, chính xác hơn là 16-1. 16-1 Mickey Krauser dẫn trước 8-1. Và cuối cùng để rồi là Albert Zemanat lại là người lên hưu trước. Liên tục là con bi cái nó tìm được đường rơi xuống lỗ. Quyền đặt đi lại thuộc về trong tay của Fedor Gorst rồi. Thật sự là Albert Zemanat cũng không biết phải nói gì nữa. Liên tục những bán thi đấu là để lại quyền đặt đi dành cho Fedor Gorst. Và bàn của Albert Zemanat ngay sau đó tài năng trẻ về Philippines lại để con bi cái nó rơi xuống lỗ. Và với quyền đặt bi ở trong tay thì Fedor Gorst hoàn toàn có quyền được sáng tạo, được thi đấu cực kỳ là cởi mở. Hai con bi mục tiêu cuối cùng, điểm số thứ 9 có lẽ sẽ tới dành cho Fedor Gorst mà thôi. Điều ra con bi số 9 này gần như là thẳng tắp. Thank you.
Còn nếu như mà trận đấu chúng ta đang được diễn ra đồng cơ thì tỷ số trận đấu đang là 9-2 nghiêng về Fedor Gorst các bạn ạ. 9 ván thắng dành cho tay cờ số 1 thế giới. Và chỉ mới có 2 ván thắng dành cho Albert Zemanat mà thôi. Đo cho mình cộng 19 à. Rồi có ý tưởng là sẽ dò vào con bi số 9 dành cho Fedor Gorst. Ra dành cho Fedor Gorst. Ván thi đấu này hình bi ngay từ đầu ở con 1 và con bi số 2 là không dễ dành cho Fedor Gorst. Nhưng mà với cái tâm lý thi đấu thoải mái thế này, Fedor Gorst đang hoàn toàn có quyền được sáng tạo. Ngoài từ hay thì dành cho Fedor Gorst nữa. Đỉnh nóc kịch trần. Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới. Rồi 14.